Đây, xin chào mọi người nè, đây chính là hạt đàn hương. Đấy, với giá trị siêu kinh khủng. Đó. Ok, hạt này nhập từ Ấn Độ về luôn nha mọi người. Cho nên là mình sẽ khui cho mọi người xem thử nha. Ok, chúng ta sẽ được bảo hành là 31 năm nha mọi người. Một cái sản phẩm phải nói là bảo hành siêu kinh điển. Mà chưa sản phẩm nào, chưa tới giờ thấy là bảo hành như vậy. Đấy. Rồi, để mình cắt thêm cái nữa nha. Như người biết thì cây đàn hương rất là giá trị. Hiện tại trên nước nước của chúng ta thì trồng không có nhiều nha. Đấy. Và kinh tế của nó thì khá là cao. Chúng ta có thể làm rất là nhiều sản phẩm. Đó. Đây chính là hạt giống đàn hương. Mình có thể thấy. Đây. Đây là hạt giống đàn hương này, thấy không? Nhìn trái nè. Tiếng Anh đồ một người ơi, được không? Nặng lắm. Đấy. Rồi, bọc này mấy ký? 1 ký ạ. 1 ký đàn hương nha mọi người. Đấy. Thì đàn hương thì mình cũng đã quay cho người xem rất là nhiều. Hôm nay mình quay hạt cho người coi. Durham Eastman Counter. Hành luôn. Đấy. Lấy giấy. Rồi. Thì mọi người thấy không? Hạt thì chúng ta sẽ 31 năm bảo hành và hạt thì rất là chất lượng nha mọi người, thấy không? À, nhìn từng hạt thì đều ok hết à. Đó. Đấy, hạt càng hư nhiều người, rất là nhiều luôn. Đấy. Ok mọi người ơi, đi nha. Rồi, xin chào mọi người nha, đây chính là hạt càng hư đổ cho mọi người coi nè. Đấy, thấy không? Rất là chất lượng luôn. Đó. Thì nhiêu đây chúng ta sẽ ươm được tầm 14.000 hộp mọi người, và tầm mình ươm xong thì cho kinh tế thu nhập khá luôn nè. Mình sẽ ngâm nước 36 tiếng nè. Đây. Đó, quay cận cảnh cho mọi người coi luôn nha. Rồi, xin chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người vào video sau. Chào tạm biệt mọi người.